Tập 788 P1 Wan Wan san sẻ. Nobita đang luyện tập cách thuyết phục mẹ mua đồ chơi mới cho mình. Sau vài lần thì Nobita tự tin vô nhà xin mẹ rồi. Nhưng mẹ đang bận đập cái tivi mà chả để ý lời Nobita nói. Thì ra cái tivi chập chen rồi, mẹ nghĩ chắc phải mua tivi mới thôi. Nobita nghe thế thì chán nản bỏ về phòng, kiểu này chắc chắn còn lâu mẹ mới cho mua rồi. Đột nhiên Nobita thấy mèo ú nói bánh rán khổng lồ mau ăn thôi. Nobita hốt hoảng vộn giật cái gối ra khiến mèo ú té sấp mặt. Thì ra cậu ấy thèm quá mà tưởng tượng đây là cái bánh rán. Nobita thấy bạn sao mà khổ dữ vậy, thèm thì đi mua mà ăn chứ. Nhưng Doraemon tiêu hết tiền tiêu vặt rồi còn đâu. Nobita liền tục túi thần kỳ của mèo ú tìm xem có bảo bối nào làm được bánh rán không. Doraemon nói làm gì có bảo bối nào làm ra bánh nhanh chứ. Đột nhiên mắt Doraemon sáng rực nhớ ra, đó chính là con chó mà Nobita mới bốc ra đó. Wan Wan san sẻ, nếu muốn tìm thứ gì đó, nó sẽ đánh hơi và tìm ra ngay. Doraemon nói vậy thì nhanh đi tìm bánh rán thôi. Con chó sủa vài tiếng rồi chạy đi, tụi Nobita cũng chạy theo nó. Tới một ngôi nhà nó liền dừng lại, Nobita giật mình khi đó là nhà của ông bác khó tính mà. Mới nói xong ông ấy đã đứng thù lù phía sau khiến cả hai dựng tóc gáy. Ông ấy nói mấy đứa mau vô đây, thật không ngờ ông được tặng. Mà có một mình nên không thể ăn hết, nên cho tụi Nobita ăn cùng cho vui. Doraemon cảm động vừa ăn vừa chảy nước mắt, trên đường về Nobita thắc mắc sao mà nó biết ông bác có bánh ta. Doraemon nói rằng thời xưa nếu như con người tạo ra của cải mà ăn không hết sẽ chia sẻ cho người khác. Vậy nên chú chó này chỉ cần nghe điều mình muốn, nó sẽ đánh hơi và tìm ra những người cần có quá nhiều và muốn chia sẻ. Nobita nghe vậy thì khoái lắm, muốn mượn Doraemon một chút. Doraemon dặn trước là khi nào Nobita đến được nơi chú chó dẫn tới thì mới biết mình sẽ nhận được gì đó nha. Nobita không quan tâm đâu, cậu muốn nó tìm đồ chơi. Nobita hí hửng chạy theo nó, tới cửa hàng đồ chơi, sau đó lại ra sau hẻm. Băng qua đồi rồi lên trên núi, Nobita mệt thở không ra hơi luôn rồi. Chú chó sủa lên, Nobita mừng rỡ mình sắp có đồ chơi rồi. Nhưng mà là chơi trò chơi với mấy ông bà già. Nobita bực bội hét lên không phải trò này, đi về Nobita cứ than phiền mãi. Doraemon nghĩ tại Nobita không chịu nói rõ đấy thôi. Nobita nghĩ rồi nói chó Wan Wan mình muốn máy chơi game cầm tay, chú chó lại chạy tới bãi đất trống. Thì ra Suneo mắc tè quá mà dáng chơi cho thắng trận game mới đi giải quyết nỗi sầu được. Vừa thấy Nobita, Suneo liền nhờ Nobita cầm giúp rồi bay về nhà đi vệ sinh. Nobita hí hửng vừa mới chơi thử thì Giant thù lù phía sau giật lấy mất. Suneo tới nghe vậy thì nổi điên bắt Nobita mau đền cho mình. Không thì phải đến chỗ Giant lấy lại cho cậu ta. Hết cách Nobita thập thò ở nhà Giant, Nobita chờ mãi không dám vào nhà. Cậu ta bực bội tự nhiên rước họa vào thân, biết vậy không dùng bảo bối này còn hơn. Doraemon thấy Nobita cũng chơi được một xíu rồi còn gì. Đúng lúc mẹ Giant đi ra, bác hỏi hai cậu tìm Giant sao. Nhưng cậu ta đi chơi chưa về, bác ấy còn bảo hai đứa vô nhà chơi. Rồi cho mỗi đứa một lon nước giải khát. Mẹ Giant nói đây là quà cuối năm mà bố cậu ta đã mua quá nhiều. Giờ không biết bán cho ai, Nobita liền nảy ra ý nhờ Wan Wan tìm người cần mua quà cuối năm. Sau đó họ chạy theo nó tới siêu thị vì ở đây đang hết hàng quà Tết. Giant đi chơi về liền bị mẹ gọi vào nhà phụ mẹ một tay. Giant vừa để cái máy lên đống hàng Nobita liền lấy mất. Giant tính đuổi theo đánh Nobita. Mẹ cậu liền nhéo tai Giant hỏi muốn mẹ cho ăn đòn không. Đương nhiên là phải ở nhà phụ mẹ rồi. Thế là Nobita mang máy chơi game đến trả cho Suneo. Cậu ta liền cảm động hỏi Nobita sao lấy lại được. Nobita nói cũng gian nan nguy hiểm lắm. Suneo thấy tội Nobita quá nên cho Nobita mượn chơi thỏa thích. Vì cậu ấy cũng sắp được bố mua cho cái mới. Nobita mắt sáng rực hỏi lại Doraemon may mắn nhờ bảo bối đó. Doraemon nói không phải đâu, Nobita quay sang nhìn Suneo. Cậu cảm động cảm ơn Suneo, trên đường về Nobita phấn khích lắm, đột nhiên xe bán khoai lang nướng đi qua. Nobita thèm quá nên chó Wan Wan liền dắt cả hai chạy tới chỗ Shizuka. Quả nhiên cô bạn có rất nhiều khoai lang nướng, nhưng Shizuka xấu hổ bỏ chạy thục mạng vì không muốn ai biết mình thích ăn khoai lang.